ta điều trị bảo tồn, đây là điều trị bảo tồn cho vỡ lách. Một là tất cả các trường hợp vỡ lách muốn điều trị bảo tồn thì phải có chụp CT scan. Mục tiêu chụp CT scan của bụng là để đánh giá mức độ vỡ lách. Thứ hai là gì? Sinh hiệu bệnh nhân phải ổn định và Glasgow của bệnh nhân phải trên 8 điểm. Trên 8 điểm thì người ta mới khai được là mình là có đau nhiều hay không, có choáng hay không. Nhưng dưới 8 điểm thôi, được. Yêu cầu